Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua futurelearn.com. Rồi, tiếp tục mình sẽ vào cái mục mà mình đang học. Rồi, thấu hiểu IELTS đến khóa học. Mình tới bước 1.8 rồi mấy bạn ơi. What's next? Tiếp theo là gì? What Rob explain what you are going to do in the next steps. Tiếp theo là gì? Cùng xem Rob giải thích những gì mà chúng ta sắp làm ở trong bước tiếp theo. Có phần bình luận đi. Ở đây có bình luận gì? Mình xem video đi rồi mình có bình luận ha. In the next few steps of this week, we're going trong những cái bước tiếp theo của tuần này. Introduce you to some reading, write. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một vài đọc phần đọc, viết và nói. And speaking tasks. Những cái bài tập ở trong những cái phần đó. First, we're going to look at something that some of you may have experienced before, exam stress. Và chúng tôi sẽ nói về những cái điều mà các bạn có thể là đã trải nghiệm rồi đó, đó chính là áp lực thi cử. You'll read a passage about exam stress and what to do to help to overcome it. And và bạn sẽ được đọc một cái bài về áp lực thi cử và cách để mà vượt qua nó. Answer some questions about it. Và sẽ trả lời một vài câu hỏi về nó. After that, you'll listen to someone talking about how the IELTS test is put together. Và sau đó bạn sẽ trả lời câu hỏi. The IELTS test is put together. Think about how the IELTS test is put together. À, và chúng tôi sẽ sau đó chúng tôi sẽ nói về cái cách mà cái bài thi IELTS nó được put together là những cái bài kiểm tra nó được đặt cùng nhau. In the final activity this week, you're going to watch a speaking test and talk about how well the people being interviewed do. Rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ xem một cái bài thi nói và coi coi người ta đã được đã thi nói được cái buổi thi nói giống như một buổi phỏng vấn như thế này, thì coi coi cái buổi phỏng vấn đó nó tốt ra sao. These steps will show you the sort of task you'll need to complete in the IELTS test. And và cái phần này nó sẽ cho mấy bạn thấy là những cái phần mà bạn phải hoàn thành để hoàn thành cái bài kiểm tra IELTS. At the same time, give you some practice of doing them. Và sau đó, và cùng lúc đó là sẽ cho bạn một vài cái luyện tập của việc thực hành bài thi này. Rồi, để xem coi comment có gì nhé. In terms of grammar, I'm a bit nervous because I don't know my grammar is not perfectly correct. But I always have the positive thought in my mind that the more challenging I'll be braver to face my fears. Về mặt ngữ pháp thì tôi có chút lo lắng bởi vì tôi biết rằng cái ngữ pháp của tôi thì không có chính xác một cách hoàn hảo, nhưng mà tôi luôn có một cái điều trong đầu rằng càng thử thách thì tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn để mà đối mặt với nỗi sợ. Your grammar weakness will score you down in speaking and writing part. Nếu mà bạn yếu ngữ pháp thì nó sẽ kéo điểm của bạn ở phần nói và phần viết. Rồi, mình đánh dấu hoàn thành rồi mình qua bước tiếp theo. Rồi,
Rồi, nó nói mình đã hoàn thành được nửa chặng đường rồi mấy bạn. Reading exam stress. Đọc. Phần đọc về áp lực thi cử. Read this article about exam stress. Đọc cái bài báo này về cái áp lực thi cử. In the next step, you answer the same question. You answer some questions about the text. Và trong cái bước tiếp theo thì bạn sẽ trả lời một vài câu hỏi về cái bài đọc. As you read, you notice some gaps in the text. Khi mà bạn đọc, bạn sẽ nhận thấy là có một vài chỗ trống ở trong cái bài đọc. Think about what headings may go in the gaps. Nghĩ về cái những cái tiêu đề mà có thể đi ở trong cái và có thể đặt vào trong cái khoảng trống. Don't panic. Cái bài này, cái bài đọc của mình nó tên là Đừng Hoảng Loạn by Bethan Morgan, bởi cái chắc là cái cô này. Mình nhìn sơ bộ nha, cái bài này nó cũng dài tương đối. Right. It has suddenly hit me that this year I will sit my last ever exams. Bất chợt nó đánh vào tôi. Bất chợt tôi nghĩ rằng tôi kiểu như tôi bất chợt tôi nghĩ ra rằng là cái năm nay tôi sẽ phải ngồi vào cái kỳ thi cuối cùng ở trong đời. I don't know if that has helped with the stress. Tôi không biết rằng liệu cái điều này nó có giúp tôi với cái sự thi cử, những cái áp lực mà tôi có không, or just made it worse, hay là nó chỉ gọi là càng làm cho cái áp lực này nó thêm nặng nề, tệ hại hơn thôi. I have always struggled with the stress of exams. Tôi đã luôn phải vật lộn với cái áp lực thi cử and the horrible nervousness that happens on the day itself. Và cái sự lo lắng kinh khủng mà diễn ra vào cái ngày thi, bản thân của cái ngày thi. Ever if I have revised as much as possible. Thậm chí nếu tôi có ôn luyện nhiều nhất có thể, my nerves still take over, thì cái cảm giác lo lắng nó vẫn chiếm lấy tôi. And I know I'm not the only one. Và tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất. So I've made a list of a few of my personal tips for dealing with exam stress. Cho nên tôi đã tạo ra, đã làm ra một cái danh sách về những cái mẹo của cá nhân mình về cái việc đối mặt với lại áp lực thi cử. Một. Mấy cái số này nó sẽ gắn với cái đoạn sau mấy bạn. Cái số 1 này sẽ là của cái đoạn sau này. Or coffee, or water, or whatever it is you like to drink. Có thể là hoặc cà phê, hoặc nước, hoặc bất cứ thứ gì mà bạn muốn uống. It provides a quick break, so you can just stop for a second while the kettle is boiling and think about something different for a couple of minutes. Nó sẽ cho bạn một cái giải lao nhanh để mà bạn có thể dừng lại trong vài giây, trong lúc mà cái ấm nước đang sôi đây có nghĩa là thi cử căng thẳng, đó lúc đang thi cử căng thẳng, và nghĩ về những cái thứ khác trong một vài phút, đúng không, là mình
uống mấy cái nước này để mà mình giải lao một chút xíu để bớt có phải căng thẳng, tại vì mình cứ thi mình cứ nghĩ về bài thi 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 thì nó sẽ rất là áp lực. Although perhaps I should cut down on the amount of tea I make, otherwise my whole day will be one big revision prep. Tuy nhiên, có lẽ tôi nên cắt giảm cái lượng trà mà tôi làm. Nếu không thì cả ngày của tôi sẽ là một cái ngày giải lao của cái buổi ôn tập mất. Là cái câu cuối này giống như là bạn này giỡn, là bạn này nói là tôi biết là uống mấy cái nước này tốt nhưng mà chắc là ta phải uống bớt lại tại vì ta pha nhiều quá. Mà pha nhiều vậy thì thế nào tôi cũng nghỉ giải lao lâu cho coi. Rồi cái này là một là mình nghĩ cái headings này sẽ là uống nước giải lao. Rồi cái số 2, I find that it really is I find that it's really easy to shut yourself away for hours on end, going over your notes by yourself and not see anyone at all. Tôi cảm thấy là nó thực sự rất là dễ để mà shut yourself away, là kiểu như là mình đóng hết mọi thứ lại trong vài giờ cho đến for hours on end, để chắc là trong vài giờ on end, không biết on end nghĩa là gì. For hours on không thấy. À, có một cái on end này. À đây, on end. In the position standing upright rather than lying flat. Là trong cái tư thế mà ngồi thẳng đứng, ngồi thẳng thay vì là nằm bẹp. À, ở đây có một cái nghĩa này nó chưa phù hợp với của mình thôi. Cái nghĩa thứ hai nè, for the stated length of time without stopping, là liên tục mới vậy. I would disappear for weeks on end, là từ cái đầu tuần cho tới cuối tuần luôn, là suốt thời gian luôn. On end có nghĩa là suốt thời gian. Hours on end là suốt cái những cái giờ. Là going over your notes là xem lại những cái ghi chú của bản thân và không có gặp ai, gặp bất kỳ ai cả ngày cả. That's fine for a short amount of time, especially if that's how you revise best. But I think it's equally as important to make sure you spend time with other people too, whether you revise together or simply meet up for a chat. Nhưng mà có lẽ là cũng khá ổn cho một cái lượng thời gian ngắn, đặc biệt là nếu đó là cách sao ta, đặc biệt nếu đó là cách mà bạn ôn luyện hiệu quả nhất. Nhưng tôi nghĩ nó cũng khá là công bằng một cách không quan trọng, một cách công bằng, à công bằng tương đương cho cái việc chắc rằng bạn dành thời gian với những người khác nữa. Whether you cho dù bạn có ôn bài cùng nhau hoặc là đơn giản là gặp nhau để mà tán gẫu một chút thôi, meet up for chat. That's fine for a short amount of time. Là cái điều này thì ổn
cái điều đó thì ổn, có nghĩa là mấy bạn giam mình lại để mà mình học đó thì là ổn, nếu mà đây là cách hiệu quả đối với việc ôn luyện cho mấy bạn. Nhưng mà cái cô này vẫn nghĩ là gặp gỡ người ta một chút thì cũng tốt hơn. I've realized this year that when we all graduate, it's unlikely that we will see each other much, so I'm definitely making the most of seeing as many friends as possible now. Tôi vừa mới nhận ra cái năm nay, trong năm ra rằng khi mà tất cả chúng tôi tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ is unlikely là khó có, không có khả năng, khó có khả năng là sẽ gặp lại nhau nhiều, cho nên là tôi definitely hẳn là tôi phải làm hết mình, making the most of seeing, phải phải cố gắng càng nhiều cái việc gặp gỡ nhiều bạn bè nhất có thể bây giờ. Rồi cái này mình đề nghị cái heading của nó là gặp bạn bè cũng là một chút thời gian dành cho bạn bè thì cũng tốt cho cái việc ôn luyện. Rồi cái bài số 3, I love running, tôi yêu chạy bộ. I find that it makes a perfect revision break because you can focus on something else for an hour or so. You can listen to some great music or even socialize if you prefer exercising with someone else. Tôi cảm thấy là nó là một cái giải lao lúc mà mình ôn luyện hoàn hảo, bởi vì bạn có thể tập trung vào thứ gì đó khác trong vòng 1 giờ hoặc cỡ đó, và bạn có thể lắng nghe nhạc thật là hay, lắng nghe những bài nhạc hay và thậm chí là xã giao một xíu nếu mà bạn thích cái việc mà tập thể dục với lại người khác. You get to spend time outside in the fresh air. Bạn sẽ dành thời gian ở bên ngoài, ở ngoài trời, trong cái bầu không khí trong lành, which helps your brain recover from all those hours of studying. Điều này sẽ cái chữ which mà nó sao dấu phẩy đó sẽ là dịch, là sẽ dịch là điều này, là cái chữ cái which sao dấu phẩy sẽ làm nguyên cái cụm này luôn các bạn. Điều này sẽ giúp cho cái não của bạn hồi phục lại từ tất cả những cái giờ học tập. Plus, it's good for you, which is always a bonus. Thêm vào đó, điều này rất là tốt cho bạn. Và cái điều này nó giống như là luôn luôn là một điểm cộng. Thì bây giờ mình chọn cái này là mình chọn là sao ta? Mình chọn là chạy bộ cũng giúp bạn chạy bộ giúp bạn hồi phục sau những giờ học tập. Rồi cái phần 4 này. Sometimes it helps to get together with other people taking the same exams as you to share ideas and talk things over. Đôi khi nó sẽ giúp chúng ta get together, là tụ hợp với những người khác, và những người mà taking the same exam là những người cùng thi với ta, at you to share ideas and talk things over. Và cái đó cũng là dịp mà chúng ta sẽ chia sẻ những ý tưởng của mình và nói qua những cái thứ mà mình đang quan tâm. Especially if there is a certain aspect you are struggling with. Đặc biệt là nếu mà có một cái vấn đề, một cái aspect, khía cạnh cụ thể nào đó mà bạn đang phải vật lộn. You can make sure that you understand everything properly. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn hiểu mọi thứ một cách đúng đắn. As well as picking up new ideas that maybe you hadn't thought
of before, cũng như là bạn nhặt nhạnh ra được những cái ý tưởng mới mà có lẽ là bạn đã chưa từng nghĩ đến trước đây. And it means you get to spend extra time with your friends too. Và nó đồng nghĩa rằng bạn sẽ phải dành thời gian thêm với bạn bè của mình đó. Là sao? Ở đây cái heading mình nghĩ sẽ là dành thời gian với bạn bè sẽ giúp bạn nhận ra được những ý tưởng mới mà mình chưa từng nghĩ, là hiểu được vấn đề tốt hơn. Mình thấy cái ý này đúng với bạn, tại vì mình là một cái người mà thích học tập và làm việc độc lập, nhưng mà đôi khi mình gặp học chung với bạn đó, thì mình thấy là mọi người giải đáp được cho mình những cái điều mà mình chưa có nghĩ tới. Ví dụ như hồi đó giờ mình nghĩ mình làm cái bài theo cái kiểu là ví dụ là mình làm bài kiểu A, B, C là nó đúng, nó xong. Nhưng mà mình không có hiểu được cái bản chất là tại sao phải là A rồi qua B rồi mới tới C, mà không phải tại sao là A, C luôn. Đó, thì mình gặp những người bạn của mình trao đổi, hoặc là lúc mình làm mình thấy nó làm khác mình, thì mình cũng tìm hiểu coi là tại sao nó như vậy. Và thế là mình hiểu được ra vấn đề và mình có được những cái ý tưởng mới mà trước giờ mình chưa có nghĩ tới. Mình thấy cái bài này, cái đoạn này nó rất là đúng. Nhưng mà cái việc học tập cùng nhau thì mình cũng nghĩ là tùy. Tại vì mình thì mình nói rồi đó, mình thích học tập độc lập hơn. Nên mà nếu mà dành quá nhiều thời gian cùng bạn bè học chung như vậy thì mình thấy nó không hiệu quả. Tại vì mình ngồi một mình thì mình sẽ làm việc tốt hơn là ngồi rất là nhiều người. Right. Everyone has their own ways of coping with exam time. Là mỗi người có mỗi cái cách riêng để mà xử lý với lại cái thời gian ở trong bài thi. Or maybe you don't suffer from stress. Hoặc có lẽ là bạn sẽ không có phải trải qua cái việc áp lực. In which case, I am very jealous. Dù là cái trường hợp nào đi nữa thì tôi cũng rất là ghen tị. Tại vì cái cô này thì cổ hay là bị áp lực. Nên là ai mà biết cách vượt qua, ai mà biết cách xử, ai mà biết cách sao ta? Ai mà biết cách xử trí với lại thời gian, deal được với thời gian, là không có bị thời gian của bài thi gây áp lực, hoặc là không có bị stress thì cổ rất là ganh tị. Mình cũng là một người bị áp lực về thời gian đó mấy bạn. Mình làm cái gì nó cũng từ từ, chậm chậm. Tại vì mình làm cái gì mình cũng muốn chắc ăn, nên là mình làm chậm chậm. Nên là mình cũng hay bị áp lực về thời gian lắm luôn. I definitely be sticking to the tips above this year. Tôi sẽ nhất định sẽ dính chặt vào những cái gợi ý ở phía trên. Ở phía trên vào năm nay. And perhaps you could share your advice with us on too. Và có lẽ là bạn cũng có thể chia sẻ cái lời khuyên của bạn với chúng tôi tất cả ngay bây giờ. If any of you are sitting exams this year, nếu bất kỳ bạn nào trong số các bạn phải ngồi xuống ghế mà thi vào năm nay, thì I wish you the best of luck. Nên tôi chúc cho bạn là thật là may mắn. Have you ever suffered from exam stress? Bạn đã bao giờ phải trải qua áp lực thi cử chưa? Which advice would you offer to someone who is preparing for an exam? Lời khuyên nào mà bạn muốn đưa ra cho những người mà đang chuẩn bị cho một cái kỳ thi? Rồi mình xem bình luận một chút nha. Đây có một cái bình luận đây. I could advise you. Tôi có thể đưa lời khuyên cho bạn. 1. Prepare carefully on time until the day before the exam.
là chuẩn bị cẩn thận suốt thời gian cho đến lúc mà bài thi nó cho đến cái ngày mà trước khi thi. Là chắc là ngày trước khi thi thì mình nghỉ ngơi một chút, còn trong suốt thời gian trước đó thì mình phải ôn tập thật là cẩn thận. Mình thấy điều này đúng. Tại vì mình suy nghĩ nè, giống như việc mình đang học ở trường cũng vậy. Mình nghĩ là cái môn đó đó, nếu mà mình thi qua đó thì coi như là mình xong nữa rồi đó. Là không có ai bắt mình phải kiểm tra mình, đánh giá mình nữa. Cho nên là trong cái dịp này người ta đánh giá kiểm tra mình thì mình thôi mình ráng đi, mình ráng để mình có điểm tốt là một. Với lại mình học sống chết lần này thôi, chứ không phải lằng nhằng những cái lần phải học lại, thi lại nữa. Đó, mình nghĩ như vậy nên là mình cũng cố gắng để mà mình thi một lần thì nó qua luôn. Tại vì đó là dịp để mà mình học kỹ. Đó, đúng không? Ví dụ như mình học xong nó rồi thì cái khả năng mà mình xem lại hoặc là tự học lại nó rất là ít. Trừ khi nào mình gặp nó ở ngoài đời đó thì mình phải ráng mình giải quyết cái vấn đề của mình thì mình mới coi lại thôi. Rồi cái thứ hai là have a good rest at night before the exam. Đó. Trước khi thi thì học cho xong, rồi tới trước ngày một ngày trước khi thi thì nghỉ ngơi cho hợp lý. Eat something really tasty for breakfast. Là ăn cái gì đó thật là ngon vào buổi sáng. Số 4 là don't try to read or learn anything in the last moment before the exam. Đừng có cố đọc hay là học bất cứ cái gì vào những cái thời khắc cuối cùng trước cái buổi thi. Mình thấy cái bốn cái điều này thì mình làm được ba điều trên nè. Không, mình cũng không có làm được mấy đâu. Hai cái điều đầu mình cũng không có học được là làm được mấy, tại vì mình ôn cũng xuyên suốt thời gian nhưng mà tới ngày cuối mình vẫn phải ôn, mấy bạn mình phải ôn 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 thì mình mới thoải mái được, hay là do cái thời gian ôn tập của mình nó chưa đủ dài ta, là như vậy đó. Rồi trước ngày thi thì mình cũng dễ ngủ mấy bạn, thì trước ngày thi thì mình dễ ngủ, thì mình coi bài xong cái mình buồn ngủ cái mình ngủ, tại vì lúc này là mình cũng biết là mai thi rồi. Rồi ăn cái gì đó thật là ngon vào buổi sáng thì cái này mình có làm, mình ăn ngon lắm, mình phải ăn cho xong cái buổi sáng mình cho dù nó có trễ 5-10 phút. Cái này thì hơi xấu tính một chút, không có nên theo, mấy bạn không có nên làm theo, nhưng mà mình phải ăn buổi sáng cho thiệt là ngon thì mình mới đi thi tốt được. Cho nên là nhiều khi mình ăn ngon quá rồi mình cứ lo ăn, rồi mình nhiều khi mình vô phòng thi trễ 5 phút, tối đa chắc cũng 5-10 phút rồi. Cái số 4 là cái số 4 là mình không làm được, mình chưa làm được. Mình cái nào mà mình ôn thi luyện tự tin rồi ấy, thì mình sẽ không có làm bước 4. Còn những cái môn mà mình còn chưa có chắc ăn đó thì mình cứ coi 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 được nhiều hay bấy nhiêu. Rồi cái điều cuối cùng là try to enjoy it because it's new experience anyway. Cố mà hãy thử, hãy tìm cách, hãy cố gắng tận hưởng cái điều này, cái bài thi, bởi vì nó là một trải, dù gì đi nữa thì nó cũng là một trải nghiệm mới. And even if you fail it, câu này bạn này viết sai, bỏ cái it này đi. It won't be the end of the world. Thì nó cũng sẽ không phải là tận cùng thế giới đâu, không phải tận thế đâu. You always can try again. Và bạn luôn luôn có thể thử lại một lần nữa. Đó, cái câu này cũng là một câu nhắc nhở mình. Tại vì mình mỗi lần mà mình thi cử thì mình cũng hơi bị áp lực về cái việc phải đậu luôn cho nó xong cho rồi. Học tới học lui mà kiểu vậy, mình nghĩ vậy cái là mình nhiều lúc mình cũng hơi áp lực. Rồi mình cho bạn này một like. Rồi bạn này thì rap nè. I'm agree with no read anything in the last moment because it doesn't help. Tôi đồng ý, bạn này dư chữ am nha mấy bạn. Mình thấy mình đi dạy cũng vậy, mình thấy là các học trò của mình hay dùng động từ to be kế bên động từ nguyên mẫu. Cái này là sai. Tại vì mấy bạn
dùng động từ to be, động từ to be thì phải đi với verb in đúng không, là diễn tả sự diễn tả tiếp diễn này. Be to, động từ to be cộng với verb ba ed là diễn tả bị động. Còn cái này động từ to be mà đi với động từ nguyên mẫu nó đâu có ra thì gì đâu, nó sai, nó hai cái động từ chính là nó sai. Rồi bây giờ là tôi bỏ cái am này nha mấy bạn, cái này sai rồi. Tôi đồng ý với cái ý là không có đọc bất cứ thứ gì ở trong cái phút cuối cùng, bởi vì nó không có giúp đỡ được gì đâu. Rồi bạn cho mình apply, bạn nên apply. Rồi như là cái này xong rồi, bây giờ sẽ là exam stress check your understanding. Cái này sẽ là áp lực thi cử, kiểm tra cái sự hiểu của bạn. In the text, you can read in the previous steps. In the text, you can read in the previous step. There were a number of gaps in the text to the best heading to go before each paragraph. Trong cái bài đọc tiếp, trong cái bài đọc đó thì bạn sẽ đọc. Mà đoạn đọc ở cái bước trước thì có một cái vài cái chỗ trống ở trong cái bài đọc, và bạn hãy chọn cái tiêu đề thích hợp nhất đi trước mỗi bài. Rồi cái quy định lúc mà làm bài quiz này chắc là mình đọc rồi đúng không, mình nhớ không, mình sơ nè. Quy định là cái này thì nó không có tính điểm vô khóa học, chỉ là giúp mình học thôi. Rồi cái này thì là mình có thể thử làm bao nhiêu lần cũng được. Rồi cái cuối cùng là mình có thể bỏ qua câu hỏi và trở lại sau. Rồi mình bắt đầu thi nè. Câu số 1, cái này uống nước đúng không, keep calm and drink tea. Mình thấy cái này đúng nè. Submit answer correct. Yet stopping for a drink gives you a break and it's good for you. Mình đọc cái đoạn này, hồi nãy mình dịch cái đoạn này cho mấy bạn rồi đúng không? Rồi mình chọn cái tiêu đề của cái đoạn này là keep calm and drink tea, có nghĩa là bình tĩnh và uống trà, ngắn gọn, xúc tích. Rồi, cái này là đúng rồi, thì cái nhà giáo dục và chính nè. Thì người ta nói là đúng rồi, dừng lại một chút và uống nước, uống những cái thức uống sẽ cho bạn một cái giải lao và nó thì tốt cho bạn. Câu hỏi tiếp theo, cái bài này mình cũng dịch cho mấy bạn rồi, mình cũng nói sơ cái tiêu đề mà mình nghĩ rồi. Bây giờ mình nghĩ là socializing, caring is caring. That's from, especially how you revise best. Make sure you spend time with other two. It's unlikely to see that makes the most. Cái này mình nghĩ socializing. Cái này là xã giao rồi mấy bạn. Phải không ta? Mình nhớ là mình dịch sơ lại cái này nha. Là kiểu như là thật sự dễ dàng để mà đóng kiểu như là shut yourself away, là kiểu như là đóng sầm bản thân lại, là không có đụng tới ai hết, không có. Rồi nhưng mà dành thời gian với người khác cũng khá là quan trọng nữa. Cho dù bạn có ôn tập cùng nhau hay là gặp gỡ để chat chít một chút. Năm nay là năm cuối rồi, tôi muốn xem nhìn thấy mọi người nhiều hơn tại vì không có gặp nữa. Vậy bây giờ chọn nào ta? Chắc là socializing. Chứ sharing cái này nó cũng không nói gì mấy về share. Yeah, yes, make sure you spend time with other people. Đúng rồi, hãy chắc rằng bạn dành thời gian với những người khác. Rồi, cái này là chạy bộ. Chạy bộ thì dễ ẹt.
Cái này là exercise, chứ còn gì nữa. Correct. Yes, it's good for you and it takes your mind off studying. It ở đây là, mấy bạn thấy chữ it không? It ở đây là đại diện cho cái exercise đó. Nên mấy cái từ mà kiểu như là đại từ như vậy thì nó sẽ đại diện cho danh từ phía trước. Thì bạn thấy cái nào hợp lý thì bạn bóc vô, bạn dịch tiếp. Đúng rồi, nó tốt cho bạn và nó sẽ lấy tâm trí của bạn khỏi cái việc học. Tại vì mình cứ học 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 thì mình sẽ mệt, đúng không? Mình chạy bộ một chút cho mình thư thái. Rồi, sometimes I have to get together with people. New idea nè. Cái chỗ này hồi nãy mình cũng có nói, thì cái này là sharing is caring. Yes, time spent with friends is never wasted. Đúng rồi, thời gian với bạn bè không bao giờ là lãng phí hết. Vậy là mình xong xong cái bài này rồi. Mình đọc xong cái bài văn xong, mình cũng đọc, mình làm quiz luôn. Bây giờ mình qua cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo của mình sẽ là listening how the IELTS test is produced. Là cái phần nghe, cách mà cái bài nghe nó được thực hiện, được sản sinh, được tạo ra. Thôi, cái này mình để cho ngày mai nha mấy bạn. Rồi, người ta nói là mình còn 5 bước nữa là xong. Bữa nay là ngày thứ 6 rồi. Mình nghĩ còn 5 bước nữa mà mình vừa đọc vừa dịch cho mấy bạn vậy thì chắc là mình cần phải 2 buổi nữa. Ngày thứ 6, ngày thứ 7 là mình 1 tuần. Thì cái này là tuần 1. Thôi, dù gì thì chúng ta cùng cố gắng với nhau và chúng ta hoàn thành nha mấy bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.